Bắc Hàn dường như đã triển khai một tên lửa đạn đạo tới bờ biển phía đông nước này, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy quốc gia nghèo khó này chuẩn bị cho một vụ phóng. Theo một nguồn tin giấu tên từ chính phủ Nhật Bản, đó là tên lửa tầm trung Mosudan, tương tự như loại Bắc Hàn phóng 3 lần nhưng đều thất bại hồi tháng 4. Một vụ phóng tên lửa này hồi tháng 5 cũng thất thành. Với tầm bắn lên tới 4.000 km, Mosudan có thể đánh trúng các mục tiêu ở Nhật Bản, Trung Quốc và đảo Guam thuộc Mỹ. Nguồn tin từ chính phủ Nhật cho biết quân đội nước này đang trong tình trạng cảnh giác. Đồng thời hải quân cũng như các đơn vị phòng thủ tên lửa Patriot đã nhận được chỉ thị bắn hạ bất kỳ vật thể khả nghi nào bay tới Nhật Bản. Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng, hiện kêu gọi Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán về việc ngưng chương trình hạt nhân để được viện trợ kinh tế và đảm bảo về an ninh.